Mình mua cuốn sách Không Giới Hạn của tác giả Vitaly và Helen vì bìa sách có hình ngọn núi Kitkissau mà mình yêu thích. Mặc dù nguồn gốc của phương pháp này đến từ Hawaii, việc được đưa một ngọn núi ở Iceland làm bìa đại diện có vẻ không liên quan cho lắm. Mỗi khi đọc những nội dung được trình bày bởi các thiền sư, mình đều phải tự nhủ, chắc do bản thân chưa đủ tầm cao để tin vào những gì họ nói. Đọc mà cứ thấy ảo ma Canada kiểu gì. Như Chúa Giêsu đã nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Các tác giả thừa biết độc giả sẽ có những nhận xét, độc thoại nội tâm và đồng hóa bản thân với bản ngã, vì chính ông cũng đã từng bỏ học đến 5 lần lớp của tôn sư vì nghĩ là bà bị điên. Lúc đó, ông tác giả cũng không tiếp thu được hoặc là tin tưởng vào phương pháp này. Phương pháp rất là đơn giản. Hãy nói với siêu nhiên, thương lắm, để mở cổng. Sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Những lời đó không phải để cầu siêu nhiên tha thứ, mà nhờ cậy siêu nhiên giúp mình tha thứ và chữa lành cho bản thân. Mục đích của việc chữa lành và tha thứ không chỉ với những lỗi lầm của bản thân, mà kỳ lạ hơn là những gì mình biết đến và xảy qua ra xung quanh mình. Ví dụ, bạn không gây ra căn bệnh ung thư cho người thân của mình, nhưng bạn cũng phải niệm câu thần chú đó để chữa lành cho mọi việc xung quanh. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi sự việc xảy ra xung quanh chúng ta. Và tâm niệm để chữa lành chúng từ bên trong nội tại. Vì theo lý thuyết của các vị thiền sư này, những gì xảy ra bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu từ tận sâu tiềm thức của cá nhân ta. Bằng việc đưa bản thân về trạng thái zero, ta như mở van cho một chiếc bình thông nhau, thanh lọc bản thân để rồi thanh lọc luôn cả đối tượng đang bị tạp nhiễm. Thật khó tin là vì khi đạt đến cảnh giới thanh lọc, một bác sĩ có thể chữa bệnh cho bệnh nhân của mình chỉ qua việc đọc hồ sơ bệnh án và niệm chú chữa lành. Khó tin khi đạt đến một cảnh giới thiền định, ta có thể thấy được những linh vật, thiên thần hoặc những dấu chấm hỏi sống lẫn với thế giới thực xung quanh dòng người tấp nập. Nhưng có người đã trải nghiệm và đã tin. Mình tâm đắc với một ý của tiến sĩ Helen khi ông Vito cảm thấy có lỗi vì tin tưởng trong cuốn sách của ông đã xuất bản rằng đáng lẽ ra con người nên tuân theo hứng khởi được chỉ định từ siêu nhiên thay vì một mực làm theo ý định do bản ngã đặt ra. Tuy nhiên, ông Helen nói với nói là ông vai thuận là phải yêu thương chính cái ý tưởng đó, vì mỗi một giai đoạn các kiến thức ý tưởng đều giúp ích được cho mỗi cấp độ nào đó, nên không cần thiết phải thu hồi các cuốn sách đã xuất bản. Ý tưởng cũ vẫn luôn giá trị.